Ê, xin chào bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn, đây là một số cái mẫu mà cái máy ảnh phun bong bóng nha các bạn, rất là đẹp. Thì cái mẫu này nó chỉ có một chai bong bóng thôi đó, thì rất là nhiều mẫu à, này hồng heo rồi gấu trúc, rồi con này mình không biết, chắc cũng gấu trúc màu cam đó, rất là đẹp ha. Rồi một số mẫu về cái cá heo phun bong bóng. Cái này các bạn mua tặng mà rất là ok. Ở đây thì nó có loại này, nó có hai chai, loại này thì 50.000 à, rẻ đó, phun bóp phun. Một số bạn nào biết mà pha chế bong bóng, pha chế cái dung dịch này này, các bạn mua đồ về pha bong bóng bình thường xà phòng cũng được, còn tặng mua đồ chơi tặng cho bé cũng được. Thì những món này thì yêu cầu trẻ em là trên 3 tuổi nha các bạn. Đây mình sẽ mở các bạn clip mà chơi cái này là như thế nào, rất rất là vui nha. Đây này, mình không có clip, mình chơi trên TikTok nè các bạn thấy không, mình bỏ pin vô ha, bỏ pin vô nó gắn đồ tay đeo vô đó, thì bóp thì có thể là có nhạc đó nha các bạn, rất phun bóng rồi, rất là ok, rất là nhiều, rất là vui nha đó, rất là nhiều, rất là ok. Rồi bạn nào mua hàng thì liên hệ mình 0387 28 778 nha các bạn, rất là đẹp, rất là dễ thương ha, rất là nhiều. Ok, chào bạn.